Chào mọi người nhá, cùng mình đi lấy bài tiếp nha mọi người. Đi nha mọi người, đi như đã 7 cái mọi người. Cái này kỳ vậy, cái này ai mua móc kêu kỳ vậy, cái này nó không sập. Cắt đây nha mọi người. Ê, hàng khủng mọi người, hàng khủng đó mọi người ơi. Yêu quái con mọi người đó, mê chưa. Rồi, để đây đi, đi tiếp mọi người ơi. Cái ôi ta, cái này không không bọc mọi người, cái này hụt chất rồi, cái nó không chạy, đường cũng ngon lắm. Ê, mình đứng đây mình thấy con cống dùm rồi, mọi người thấy con này. Cái bên đây thì cũng có mọi đấy, đây mọi người nè, cống nè. Khủng. Nghe chưa mọi người? Sướng. Trong nghề mới hiểu. Vô gặp sập bẫy dính con mê ghiền. Bữa nay toàn ha, yêu quái không mọi người ơi. Nãy vô 2 cái không có nè mọi người. Có con cục cơm. Để lấy 2 cái hồi nãy. Đây. Con này mới bự nè mọi người. Con này mới khủng. Đây, thành quả đây. 7 cái. Cái 3 con, 2 con cống. Thôi mình tạm ngưng nha mọi người. Đi chỗ quay tiếp. Con nhiều mọi người ơi. To chưa?
Thế bảy tiếp mọi người ơi. Coi coi. Giấu mà đi ra đóng luôn không biết. Đây mọi người. Khủng nè mọi người. Đây. Nó nằm một đống luôn. Được chưa? Đã chưa? Ghiền chưa mọi người? Mê không? Mọi người thấy mê chưa? Mê chưa mọi người? Khủng. Đây có hai cái mọi người ơi. Đây mọi người ơi. Công tơ mọi người ơi. Công tơ. Ê. Khủng mọi người. Hả? To chưa? Một đống nằm một cục nhầm khe gì mà khe 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 yeah. Công tơ. Em khủng mọi người. Em ơi. Em khủng. Móc rồi, hết chạy. Đây. Ngon lành mọi người ơi. Đây, nãy có hai cái nữa, hai con tơ mình có quay mọi người. Đây. Còn đây còn hai cái nữa mọi người. Hai cái này nhìn thấy ngon dữ lắm. Qua đặt được mòn thơm lắm. Không biết sao đây. Đây, này là mọi người. Ngay mà đây con nữa mọi người đó. Quá ngon quá im đây con chuyện nhỏ mọi người. Thôi ngon quá ngon. Đi cấp. Đây. Đó. Á trời là. Còn nữa, đó. Đã chưa mọi người? Mình tạm ngưng ở đây nha mọi người, tới chỗ mua tiếp mọi người ơi. Mình ship lồng vô cái ơi.
Tiếp tục mọi người ơi. Này có ba cái. Cái này chật lót rồi mọi người. Nó môi cái lỗ mà. Đây con chuột cơm mọi người. Cơm. Đây còn cái nữa. Không nhìn mọi người, mình thấy rồi nè. Đây mọi người. Nhưng mà đó, dạ. Sơn nữa. Yeah, kiếm vàng. Yeah. Bu tao mày cắn. Này có cái không ta? Ở đây có cái rồi mọi người. Đây có cái không nè. Giờ con cống rồi. Ở đây mình đặt mười mấy cái mà không biết. Mười mấy cái không nhớ nữa mọi người. Giờ đi rù lại mọi người. Cái con gì bò vô áo cắn hoài vậy trời. Kiến vàng. Kiến vàng nó chui vô trong lưng cắn. Mường mọi người nhảy qua mường nè mọi người. Cái này chút quốc rồi. Mấy con ăn nhầm nhầm là mấy con chuột nhỏ xíu vô nó ăn mọi người. Vô ăn xong nó chui la. Đây có hai cái nữa mọi người. Ta tới chưa ta? Đi bim bim. Đây đây. Hai cái hai con mọi người. À. Một con nè mọi người. Tiếp nhìn mọi người. Đây. Nhâm. Một cái. Còn cái nữa cũng dính con cống luôn mọi người. Đây. À con cống luôn mọi người. Mê chưa mọi người. Hai cái hai con. Hai cái hai con dây ghiền. Mê luôn mọi người ơi. Bữa nay trúng cống rồi mọi người. Còn cống không? Đây. Đây, hai cái. Tôi thử. Hai cái này chất quốc rồi. Cái này dính được hai con nè mọi người. Cái dính hai con.
hai con chuột nhỏ. Nó chạy một lượt vô một lượt luôn mọi người. Nè mọi người, một cái rồi hai con nè. Mình đại vậy có người thoải mái sao cái vô được hai con. Thì nó chạy một lượt. Chạy rất hồi hộp luôn mọi người. Đây coi, đây còn đây cái nữa, chỗ vàng mọi người ơi, vàng mọi người. Cái nữa mày quá rớt ngồi luôn, cái này chất quá hết, ngon gì mà nó không chạy ta, rồi gì nó không chạy. Tôi gặp. Còn một cái nữa mình chưa lấy mọi người. Cái nằm kia. Mồ hôi lướt cho mắt khó chịu cái ghê. Ba cái chút lại lấy. Mày quá mọi người. Ây da. Xong. Lại kia lấy nữa. Đây còn cái mình vô lấy luôn. Cái này hy vọng là con cống nữa. Ê cống thiệt mọi người ơi. Nè. Cống thiệt. Xong. Đây 17 hay 18 cái gì đó. À quên kia còn 2 cái nữa mọi người. Rồi. Quên nữa. Đây còn nữa mọi người. Có nào vô cống nữa không ta? Chất quốc luôn rồi mọi người. Đây còn cái nữa. Mồ hôi cháy vô mắt cay. Cái này không có luôn. Hai cái này chất quốc rồi.
Rồi. Đây mọi người. Xong. Em hồi. Đây. Đây này còn cống. Cống nhiều. Đây, 5 con cống mọi người. Đó. Hai chỗ cơm. Đã chưa? Thôi. Mình kết thúc video này đây luôn nha mọi người. Thế hay đăng ký kênh, like, share nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi của mình nha. Theo dõi nha. Chào mọi người.